Biết con Leon kìa, À ủa xe đâu, Leon xe không bên man đúng hả? không? Đủ má mày. Rồi giờ sao, tới tao hả? Tao Alo. biết gì giờ? Alo. Biết rồi. Biết rồi Oh mày. Biết my rồi. god, bro. Ok You got me anh chìm Cà sâu. Ri á nha. Anh Kim. Em đi ai, Tao sao cái gì? anh Cà Ri á, anh Kim Cà Ri Rồi nè. ok. Em mua đồ dạy học của nhà vật lý à? Thành thật Chả tôi biết. nói anh Kim đi kìa, Tuấn Cùi với tao. Ok, Tuấn Cùi là tới cuối tôi tuần anh đó, Tuấn Cùi. Tìm người Tuấn Cùi lên hai tên lên sáu tên go. Ban của mày nó một phim luôn mà Hết 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 rồi. thì khỏi chơi một phim em mua gì mà mà hết, chơi. em mua cái rìu nha. À, nó trừ tiền, trừ còn hai bàn, nó thiếu hai bàn nữa. Thôi em mua không đủ không sao. Trừ tiền là do mấy cái Ok. thằng mít chậm á. Tù bà ra mua gì ta, mua ngọc Em đăng phải gì bắt lên buộc phải mua xoài em mới stun được. nè. Bất kỳ nọ đã cuối tuần lai tấn cùi Tiền nó biết chuẩn chỉ không vậy. bắt Má nữa bất lại bất nữa trời. em này. Mắc kìa anh em. Đù má chắc còn ông căng vậy. Mắc kìa. Dưỡng ma hả? Đã phần nào nó đầy danh á. Là Không không có có mà nó không nhiều có hero nhiều yếu, nhiều nè. chỉ có người chơi tồi. Ok. Đã thông thạo xấu luôn đi mẹ. Thông thạo này căng rồi. Anh vừa đến có thông thạo đây này, đây đánh OD đâu có thông thạo đâu. Vô làm Đánh 28 xíu cắt. lên à, đánh đánh xíu là có ở thắng rồi đó. Ai không biết vấn đề học À, cái không gì. biết. Vấn đề là Không đây biết. đây thành Anh em làm gì làm xứng danh VNTK nha. Biến VNTK. Literature. Lịch 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 Ruby. tôi xích lịch. Tôi Ruby. xích lịch nè, tôi xích lịch. Literature. Sao nó cho mà tủ lạnh lên tivi vậy? Vậy là tao chứ. Ủa má có Tao cái tờ ran lên. đẹp quá bay. Tao lên tivi mấy kia mới sợ Em đang quay trước đúng không? Prepare chứ. Em là thằng bật tủ Vậy lạnh làm sao nào ta? hai mấy thằng của kia đứng đây hả? Tiên ra đây mà. Cà ri Ở con đâu thì mày đó. mày lên Fury á, mày lên Fury á, được chưa? Tao Ok đánh ok mày ok. back Đó, play. tao vừa mới nói rồi, mày bán cái này đi. Trời Được ơi. mà, được Ủa mà, ai được đâu nghe mà. đâu. Được mà. Sao? Nãy Anh bay ra giành phần. anh nói là em mua hai xoài, sáu tên go, một bình máu, không có cần mua ở đây. Tí nữa nó Em quấn không có em nữa nghe, là em mày có không có bình máu nghe. một hồi. Lùng hưng đừng có vẽ nữa, có đừng vẽ cho bậy bạ. Đánh đánh một Đã bên thôi, đánh một bên thôi. đánh bên nào mạnh hơn ta, bên nào mạnh hơn rồi để nhìn À, coi. bên này hai stun, bên kia cũng hai stun. Không, bên mình nhiều Ok, tuôn nó hơn đây mà, ba cuối tuôn tour bên đi. ba tuôn bên nào ra tuôn, đánh được bốn tuôn luôn, tao cũng một tuôn nữa này. Tao lùi tới lùi tới lùi tới. Rồi quấn đây Đánh quấn top đây đường rồi này. quấn này. Thằng Saman làm quanh phải không? Rồi lùi lại Đúng rồi. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi Tàu đánh đánh ok đánh boss ok hay đánh top này. Đánh boss đi, Bỏ boss đi, tướng bỏ thay. boss đi này, bỏ boss đi này, Bỏ bỏ tướng boss đi. thay, bỏ Bỏ tướng xuống thay. boss á, bỏ xuống boss á. Bỏ Tao tướng chạm được tune này thành tiếng tune dễ nhất bằng tiếng tune nhằn, tiếng áp lầm cỡ. Xuống nó boss đi, Nó boss đi xoay anh em, đánh á, luôn. nó xoay á, nó xoay á. Euro kìa. Đứng đây, em đứng đây, em chanh Bọn rune nó có đây. gì vậy đó, bọn nó có gì vậy đó, bọn nó có gì vậy Em đó. đứng đây Dưới đây chanh em luôn chanh má, luôn đứng đây em chanh. Cứ đem chặt luôn nha. á. Dưới đây đánh này, dưới đây đánh này, dưới đây đánh này. Tình 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 ngập tiếng vô tuân, ngập tiếng tuân. Trời ơi. Gì đánh một con tuân một con. Đủ mà mắt ơi, dưới đây chịu Rồi chịu được rồi, ngang được đây, rồi, được hai rồi. chịu ngang. Thằng Kim thì Đủ chạc mắt con ơi, này, không còn được Kim đập con kìa. kia. Tôi thử Thằng lết hỏi trên đây, đó nha, không được. thằng Giết lết giết lết giết lết. lết. Dưới lết đây. Thằng thằng nào lên top đứng đây, tôi cắt tay lên. Để em đem lên tóc cho. Còn đang không hả Gì bay vậy? Nó Ừ. luôn vậy, nó Chán ngày bay. xào quá, không có đường tới anh Ủa à. rồi, xong mà quấn anh dây tuôn lại luôn. lần nữa là nó chết đó. Bị Ở rồi, đây bay nè. rồi. Me với con cỏ. Thằng Chạy mở. cùng mày mày. Giùm Rồi, coi, đánh đi, giùm nhanh coi, lên Ruby còn gì chầm lên nữa. ri luôn. Lẹ đi. Tao Anh quăng hết hai. mũi. Làm mất làm to vậy? Trời ơi cái gì vậy? Rồi xong rồi, anh giật 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 điện, giật điện, giật điện, giật điện. Cái con, không phải. Cái con tay dài em giật điện mà em mang cho anh, để nó deny. Ok. Ừ, cho em tay dài á, em cứ thấy tay dài hết máu em giật điện.
Giữ đây em dậy luôn nhìn tiếng. Đây con này, con này nè, con này nè. Đó. Rất mạnh nữa, đụng mẹ, rất mạnh. Mê giật, mê giật. Giải hay không giật? Ta. Hai phát từ mẹ mình mà nè. Ôi không bơm mình mà nạt đâu, đi lên không bơm mình mà nạt đâu, nó phá liền. Tiếng anh nói nghe nè. Mẹ giật điện nè. Dạ. Giật điện không đó đó, từ. Mà nè đâu mà giật anh ơi. Đây rồi. Được chưa mà. Tiếng là tiếng. Em vừa giật xong, đủ má. Em vừa giật xong. Mọi người ơi, từng người nói được mọi người. Em đừng có xài skill phong long. Dạ. Cái gì vậy, cái gì? Cái em. Giật đéo phong long gì? Phong long. Để cho anh em giật con tay dài thôi. Đi vô tìm nãy em. Đi vô tìm thì linh nè. Nó theo. Tay dài thì cấu cho anh Kim farm thôi chứ. Yên sủa gì yên. Tao hả? Qua được cái game này nó không có spam skill như game kia. Anh cứ farm đi, anh cứ farm đi. Đó chạy chạy. Rác rác bình trong vùng máy á. Thái lồn cái combo. Đồ má sao đấy mà chưa phát triển ta. Ơ ơ ơ. Lùi lại hết rip. Ôi. Em không ta ghé được Robert ta. Lùi lại đi. Ôi, xong em rồi. Thôi tiêu rồi, đủ má, tiêu rồi. Ờ, không sao, nó chăm chạy mà. Cảm ơn. Yeah. Rồi, cứ chạy rồi. Tự nhiên nó đốt cái mình chạy được khúc luôn quá đã. Mình, Tiến. Dạ. Chuẩn bị mình bắt lít. Dạ. You got me chìm sâu. Chết nữa rồi. Chết hoài vậy. Chờ cái combo. Bình tĩnh chứ, chứ mà. Lần này chuẩn bị lên giết nó nè. Đồ má thiệt, đang uống mana như con chó vậy. Máu nữa. Máu lên. Đang bóp anh ơi. Có Rubik chung cho bừng. Thế em để ta ghét được Rubik ta. Ta ghét me được mà ta ghét Rubik đấy được. Ta ghét. Tụi này có tụi nào? Khỏi. Sao quá. Em à. Cái lùng quá. Ai đó hãy cho tôi lý do vì sao tôi không ta ghét Rubik được không? Tụi để em tụi sớm. Em đừng để vô trụ. Vô trụ là khó chơi lắm. Nè anh là bà ba là anh đã vô. Khá cọc máu đó em. Đồ mẹ. Đau quá. Mùa máu là nè em anh nói rồi mà. Em đủ mắm. Em ngủ mấy cái tango hồi những chó vậy. Mùa máu ta luôn. Cái cọc máu nó 75 tiền đó em. Dạ. Yeah. Lồn Minh bớt nói mấy cái thông tin không quan trọng lại. Không chơi nha. Giờ chơi lít nè. Đây, chơi lít. Hỏi em. Thôi quá. Nó đi lại một lần nữa là mình chơi nó đi vậy. Mình chơi. Về ăn party đi em. Vô nhà ăn party đi. Rồi rồi. Robert đi nha, Robert đi nha. Chắc đi chắc luôn chân kia rồi. Đúng cái này nè. Nè các room party đã ta. Đánh. Còn gì không? Em có biết được cái đụng mẹ đó. Má nè. Covid này. Tôn, có tu nào? Mất mic rồi. Nãy mắc Covid này, nãy gì, nãy mắc lít đây. Thay thằng lắm rồi, chút nào. Covid hả? Thay thằng lít. Tụi nó có cái combo hiểm lắm á em. Dạ. Trời ơi, em sao có bị giống bị tắt kìa. Warp on the trick.
Never stop on the beat. Mày thật lắm rồi. Quấn lô. Bắt nát đỏ rồi. Ai quấn này, ai đâu quấn này nè. Nó là chết gì đâu. Em không, em từ từ. Em nó target chưa được. Cái gì vậy? Bấm chiêu người nó không được hay sao? Ờ em đéo dùng chiêu vô người được luôn. Em nhắm control LT gì các thứ nữa. Bị gì không? Con mẹ. Tiến, bây giờ em ở lên nha. Dạ. em đứng lên thôi nha, em đừng có đánh, em đừng đụng gì nữa. Ok ok. Lên hả? Bụng bẩn lồn. Quất đây nữa kìa. Quấn robot, quấn robot. Gì vậy mà? Còn gì không? Đánh được. Nhắn E con robot cái chứ, con chó robot cái chứ. Sao ta không bắt, con bắt được con robot hiểu không? Đụng má, nó bị cái lồn vậy rồi. Ai à? Mày cái trong tầm đánh của nó đâu mà mày đang bắt con robot. Đây nè, mày thấy ta đang target robot đâu? Cái robot đi cái mẹ. Đụng má nè. Là có cái đồ gì khá mày lâu. Yêu biết nữa, dùng lách hay là lồn gì á. À, mày Canada vậy. Thoát ra vô lại đi, thoát ra vô lại đi. Mày tắt kia kia chứ. Có bật đâu mà tắt. Ai biết. Sao dùng ma vẫn được. Dùng ma vẫn được, dùng rubik đéo được. Quấn đi dưới này nó quấn cọc máu đi. Trời ơi, nít ra, bông lại nít ra. Không mê Canada. Mấy lần mày cái vụ mày đã kịp đeo được mà. Đủ má thì mày coi tao thấy. Em làm cái gì nó không được. Em không làm gì được đó luôn, em target nó không được. Cái tầm chiêu con này nhỏ mà, cái tầm chiêu sắc cô nó nhỏ. Rồi cái tầm chiêu nhỏ mà. Ấy là em dùng con ma vẫn được mà, đủ má đứng sát bên mà. Con ma là con gì? Con ma là con mẹ đó. Mas. Dùng con đó không được, dùng con Rubik không được. Để biết tại sao. Come. Cái lùng má nè. 300, 250, 650. Để coi lại thử coi đụng má. Được chưa? Để em để thử rồi. Gặp nó em bình lại. Đụng mà vẫn không được luôn. Mày cứ làm có em stun được đủ má nó. Mày không cho E đúng không? Mày không có sắc cô đúng không? Không không làm gì được nó luôn, không ta ghét được. Nó xấu rồi, lùi lại tí, nó xấu á. Tiến đừng lên, tiến đừng lên. Dạ. Bạn nó ở dưới vậy. Trên này có gì đâu, em lên. Tao bấm cho nó thành no target. Chỉ bắt được nhân nó TP ra mid rồi chạc. À có anh Tiên. Cái lồn. Anh chạc rồi biết này. Tao đang giờ tới giờ tao farm rồi. Bao lại làm nữa được không? Cái gì nữa em bị sao quá. Tánh đê bình thường mà. Em đéo target được luôn. Rồi. Nó bắn lên cái hiện gì ông, nó ghi cái gì. No target luôn, nó đéo hiện cái lồn vậy đó. Em đéo chọn chiêu, em đéo là đánh nó bình thường, nó cũng đéo được luôn. Mày cứ đánh đi, mày cứ đánh đi bình thường, tao đang code, tao đang coi mày nè, mày yên tâm. Em bắn một lần control thôi rồi em thả ra. Mười phút sáng. Mày đâu giờ 4 phút sáng. Mày là mày chói con cá vối rừng để coi được không? Được nè, đấy mày coi tao chói nè, đây nè. Đó, thấy chói được nha. Lùi lại rồi. Tao quay con này nè, thấy không? Tao quay con Rubik đấy được, thấy không? Nghe kêu lùi lại. Rồi, kêu lùi lại. Nó mà đụng quay đéo được. Quấn đi. Cái lồn thật sự.
chứ phải rồi coi. mày là trả đuôi rút đó. Nhưng mà đủ mới đéo ăn. Trời ơi, nói gì á, hiểu mày luôn. Dạ. Mày nói không hiểu trong những vấn đề mày đang gặp luôn á. Có nghĩa là nó như là đủ má, nó chỉ chạy trong game. Cái pha vừa rồi là mày quy được chứ không phải là quy, tao thấy được cái tâm chiêu mày và mày quy được. Tại vì mày chưa trong cái tâm chiêu nữa, là cái tâm chiêu con cái sắc cô đó mà nhỏ. Quán này. Bắt mít. Tao luôn. Quán tiếp đi, anh còn tuy rồi. Rồi bắt lên kìa. Đứng đây, nó vô tìm anh này. Tao đi đánh được luôn. Rồi. Tao mới áp lực điểm biết không? Đứng đây, hàng này, đứng đây, lên đây. Rồi, xuống bot lại. Rồi, đẹp. Em chỉ vô cái sắc cổ của em kìa. Em chỉ vô cái chiều của em á, em thấy tầm không? Cái sắc cổ rất là nhỏ. Đứng sát bên rồi. Kìa, phải bình. Có nghĩa là mình không làm gì, em không làm gì được nó luôn chứ. Mày sắc cổ mày coi. Má ăn dù xanh dữ vậy bà hiền luôn. Má tất nhiên là được, tao sắc cổ rồi đó, ví dụ gì vậy đi. Minh nè. Em sắc cổ vậy rồi để nó lấy sắc cổ của em, tí nó sắc cổ anh hả? Thế đâu, nó sắc cổ, nó bị như bị tun thôi á. Nó cứ động được. Lọt cái này mọi người ơi. Ôi anh em. Má nhảy. Ba mít ra. Phá cọc máu. Tăng hình ta. Má nhảy đầu luôn. Nhảy chết luôn. Cuốn được rồi em, bả. Má ăn dù luôn vậy, nhảy lên một rồi, nhảy chết luôn rồi. Rồi xong, chết tóc. À, mày có hát nè. Top mai còn TP không? Ủa sao em? Ủa sao em đứng mình dưới đây mà em là 37 vậy em? Không. Vô cái đề quá. Có lên được đụng được VIP con Du đâu. Bắt vô. Lùi nha. Con robot có hack. Cái gì? Xong bắt hay làm cái gì đây? Có xiển nè. Không biết. Cái gì thì bay. Cái gì trời. Dùng xanh lắm á. Kim và đừng bả lên nữa Kim, đứng với Ngọc Tiến đi. Giờ sao? Đánh một lên thôi chứ bay cứ bả gì. Tài nguyên ba top rồi, có một hình bot này. Không, em bả lên đây lên. Em đã deadland, tao xuống được. Dù giờ mạnh quá. Con dù nó giống con gì vậy hả? Tí nữa ông phá bác nó nữa. Này. Sao có chạc đó hết ông Tuy rồi. Mày quýnh nó luôn cũng được, đó ông Tuy. Dù lết mắt nè. Chắc đéo ra mít đâu. Nó quỳnh bỏ bình lên à. Cầm linh né ra đứng đừng ra thấy combo chết á. Ai cầm linh? Em cầm linh mà. Gì lồn gì nó có bốn vậy? Có run nào nói anh nha, anh đi lầm. Tiến. Em nghĩ mình combo chết nữa không? Em nghĩ là không rồi nè. Đừng, anh nói rồi đừng. Nó giết á. Có ulti nè. Đứng đây hết kinh nghiệm nè. Đứng đây nè. Rồi, hết kinh nghiệm grip thôi. Bao tay cao con hả? Con không? Con không? Chắc thử. Một quạt thì cắm em, quạt mẹ sẽ tóc đầy nha. Không thể nào chỉ mua quạt luôn. Cứ rảnh là mua thôi, em cầm cũng được. Khánh má bày, tao nói anh top mà TP vậy.
Giờ tao TP luôn rồi. Tao chậm phút đi. Giờ TP được nè. Em lên nè. Ui, còn mất nữa. Đánh cái bãi rắn đi. Trời ơi. Thôi được rồi. Sao mà tập trung với giọt có sai mà. Má ăn lồn một bích nó dữ. Nhiều chiêu đẹp cho nó lấy quá. Đã TP à, bắt. Chạy. Vô Fury luôn trời. Bắn đây giờ đánh thì bắn chứ như không. Không có Fury, tao lên tao chưa có Fury, tao chậm gì à. Một thằng đánh lỗi thôi, thích cũng bật nỉ rồi. Khánh tự nhiên thả Ngọc Tiến đi mình vậy. Sao đi nổi. Đó, đang tá im lên, đâu thắng được. Ê. Giờ mất cái chuyện, mất cái chuyện gồ luôn này. Mắc chỗ mít là mắc trên gồ, mắc luôn đừng lên đây rồi. Tao nói mấy thằng đánh support á, đánh tay cứ mua quất đi, bấm vô quất này, còn cái cá là mua liền rồi. Đâu có mắc cái gì đâu. Không mắc mà cũng không mua. Để nằm đâu ta? Không, mua quật làm tàn thôi, cứ mua lên cắm đi, chỗ nào mình thấy an toàn mình cắm mình farm. Top pick kìa. Tụi lít mình kìa kìa. Em chưa có, em chưa có em pick sức rồi. Thôi, vô đứng đây, vô ở đây. Nó muốn lên top nữa, giờ tao có tele á. Thằng Minh, mày đứng trong rừng không được gì đâu, đứng đây nè. Hay là đứng ở đây nè. Đồ mắt xong rồi. Không mắc được kìa. Tôi thấy rồi, cá sai được trước rồi. Uầy. Tele top nha. Rồi xong luôn, muốn cặc nhảy chết hết. À. Lật đứng đó. À, má rồi cây kìa. Đâu? Đứng nhà mày. Cát. Em đã score đó. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Thôi vô nhà mình đứng farm. Cái này đi chỗ khác coi, tao giết mày coi. Mình đánh bà ra rồi mày bứt cái cục cái xong. Your bottom tower is under attack. Bấm vô hai là bạn. Your bottom tower has fallen. Biết này chạc đường nào không? Rồi, hồi chạc chưa? Chạc lít kìa. Chưa hết. Rồi, ba cái cua chạm nhau. Thôi xong. Nhảy hết, nhảy. Theo. Thôi chờ. Được. Rồi, đẹp rồi. Chia phải đứng một ba tuần chụp nhau. Má thiệt. Quấn không có chút gì coordination cái gì hết. Hồi nãy á, Ngọc Tiến. Dạ. Anh nghĩ là để lên cho em farm em carry á. Đây nè. Ê, đâu biết đâu, em không đứng lại mà. Có quần đây, có quần trong tay nha. Rồi, tui tao rồi, tui tao rồi. Để ta. Hết cái lại, Minh. Xong rồi. Em không hack được cái lồn chủ má cái lồn. Má chứ. Tự nhiên. Đừng có biết. Đó là nãy. Cướp rắn rồi luôn. Không biết là coi như em đéo cái việc gì nó luôn á. Nó mắc đẹp rồi. Chết hết bà đánh gì nữa. Quấn nó đi, quấn cái đi. Vậy thôi. Má luôn. Lồn nó đứng im luôn. Hai nhìn nhau.
Cầm mắt anh nào cầm mắt nè. Đó, lót tôi cặp đồ đi farm. Bọn này nó đằng, nó thúi, nó ngu. Dạ, kia cho, tao đó nè. Tao còn vòng. Rồi, chạc rang vô cả nhảy ha. Nó muốn vô thằng kia hết tư rồi. Lôi. Coi chừng gãy cây. Coi gãy cây. Ơi. Nhìn. Nè. Vô rồi. Được rồi. Lấy vision. Mình hơi vòng. Bãi cái cọc lắm. Hack cái đi, hack đi. Hack được mà không hack, em không chịu hack cái chứ. Không được. Mày đang bị công nặng sao mà hack. Phải lồn đang bay luôn. Cũng mất nó chó vậy, đổ máu lên đi nhất. Đụng được con rip nào rồi. Ôi, Kim đánh con hero rồi đàng hoàng cái Kim ơi. Thôi nghỉ, mai đánh. Không nghỉ, mai đánh. Biết vậy. Aga không? Buồn quá. Ừ, Aga không được. Sợ game rồi. Aga em chào thoải mái. Trời tí hả, ngày nào. Rồi lần sau lại mời em vô rồi lại chán nữa. Game vô xả skill bùm. Còn cái chế độ bộ tất cả không ta? Hết rồi. Không chế độ đá không chơi. Chết. Không chơi là team bộ là không chơi rồi. Mới nghe qua đây. Ô. Mình mày cắn nốt hai cái sòi xong mày mua mắt cho mày. À, vô boss nha. Mẹ nhìn đỡ cháu gì đó. Ờ được rồi, chạy. Rồi. Tôi biết nè. Được con ấy con. Chạy. Muốn chết kìa. Này. Thôi nó rồi, chạy rồi. Trời ơi. Khánh lại đi solo nữa. Trời ơi, em nói anh nè. Trời nói anh kia kìa. Mèo quá ngáo quá. Anh đi lang thang rồi mình nó phá quất. Phải bãi cắn dung đó, không đi được đâu. Bốn thằng hả? Cha nó phá đi. Còn cái bounty kìa. Còn bounty kìa. Nó lên nó tìm tao nè, cũng mất đánh. Gold for me. Mà chiêu con ngồi không lồn. Kìa. Mẹ đúng không bút ảo mang ra đè vô. Còn từ gần có thể xanh rồi là tới. Mạnh có mắt hơn tí. Sao em không mắc tuôn trước em có phải carry đâu. Chứ à, em cho theo gửi mà. Mình đừng là mắt một, mình mắt hack vô. Thằng nào ra, anh em ra lại này, stick lại nhau lại ra phá mắt đường đây này, mua xin chơi quá. Lên skill, lên đồ theo tình huống hơi khó. Kìa nó vô kìa, nó vô kiếm chặt kìa. Ờ, đang ăn cái coi. Bút ngoài. Đứng chậm lại. Phải lồn. Nhảy đầu quá. Thua, không ai chịu, không ai chịu nói. Thua. Mũi ghét không chịu nói. Nhảy lan rồi ra, bắt vô nó.
Trời đi ngộ. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Thôi các mình đứng trong ấy, đứng các mình thì đứng trong ấy thôi, đừng không cần ra đâu. Các mình thì đứng trụ đi, bỏ rách đi. Giữ cái này được nè. Giữ được không ta? Giữ 2-3 giây tao ra. Ra ra. Hít lại, hít lại, hít mấy thằng support lại tiếng, hít mấy support lại. Trời ơi sao Stun cũng bấm vậy? Trời ơi, Stun cái bấm nó một tiếng à. Tiếng nè. Em á là em vô mấy cái con mà yếu máu như con Rubik này, con Lich này đó. À. Còn cái bên đó con bắt, nó mới lỡ con bắt thì nó cũng né chiêu được chiêu của em mà. Mẹ nhớ xưa Ngọc Tiến cho được hưng hưng mà ta. Giờ em đâu có nhớ đâu mà vô rối thằng chết đi. Đây chặn chặn nén vô ra, nén vô ra, nén vô ra, nén vô ra. Chạy nó. Lùi ra em, chạy chạy chạy. Lùi đi, thằng này chết rồi. Chạy đi em. Chạy đi, lấy cái bao tay rồi chạy. Trời cái thằng này. Mấy cái lại nữa. Càng khều nó càng khều hơn. Bắt có nghĩa sao nào không đúng không? Không. My breaker nè. My breaker mày cầm không? Để tao cầm. Không, không cầm, mày cầm đi. Tao cầm... Nụ xanh nè. Sao mà không contact được. Để đứng top mình giờ, để đứng top mình giờ. Thấy nó gì chị? Chơi không em? Vô chạc. Vô trong đứng đi. Khánh ơi, không cần bắt cho họ bắt được. Bọn em không giết được nó. Nó đang đâu? Đây đây, nó đây nè. Không giết được nó. Okay. Chết. Em đưa ra quyết định ít chứ phải cái anh hay kêu đứng thằng đó hả? Ba bọn em làm gì có đâm. Nhìn thằng con bắt nó còn né được chiêu nữa mà. Chờ chờ đánh mít. Em nhìn thằng Minh em tưởng anh Kim. Your middle barracks are under attack. Thôi bỏ này thôi sợ đánh. Ví dụ nó thấy tao trong rừng nè. Your middle barracks are under attack. Chặt 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 chỗ nào mít đi Kim. Ờ tao chặt mít rồi nè. Ơ chết mẹ. Em ra thì vô được. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, tiếp rồi, tiếp rồi. Tiếp rồi. Lại bắt hơi thừa thôi cả. Thừa rồi, hơi thừa. Có hai thằng à, ngăn vô bang kia rồi. Tao vô bang kia rồi, nó cáo quật thì pop á, nó thấy nó đi ngang qua. Ờ, cáo quật. Chơi không? Không em. Càng chơi càng rủ. Đưa chứng nhận, Ủa mày cầm hả? Ờ, đưa chứng nhận, tao cầm lấy nên vậy. Tao pha mấy chỗ có mắt á, nó dí á, tao biết được. Dùng top này xuống mắt tao pha. Chắc chè bạc chiều hơi sớm rồi. Roshan has fallen to the radiant. Mới thấy cái trình bắt bả 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 đừng có đánh trình sàn nữa, để giờ anh về đếp bên trong thôi, còn cả bơi bơi rồi.
xuống bếp tàu một bếp top. Còn đây nó muốn bắt mày phải đi ngang đây à. Nó lên top rồi. Đừng đứng nha ra nó bắt ra chụp đầu á. Luồn luôn bắt đứng láo trời. Bốn thằng á tụ lại chỗ á, để em vô điên mình. Thì vừa đứng trong đế thôi, rồi. Đi. Thôi tôi biết nhà rồi. Ra đánh. Sờ đầu cuối luôn á. Rồi đánh. Hết BB ma. Đủ má liên kên. Dùng tới. Máng lồn bắt có liên kên. Được rồi, vậy cũng được. Nhảy tao này. Tao bỏ hết chặt. Yếu hết rồi. Trong mà yếu nè. Máng có quật đây. Nó có chặt nha. Ok. Có cái cổng. Cúp chim shaman hơi khổ quá. Giật điện không sao. Tao sống được rồi. Tao xuống bot tao đẩy. Giữ nha, tao đi bây giờ được. Giữ trong nha. Ok. Sao không biết kìa. Đập luôn. Rồi, giỏi. Đâm. Má hay là cái gót đi anh em mẹ, lên gót đi. Đánh được không? Lên gót đi, thằng nào lên. Đấy, tao lên gót. Không có. Khánh thun đây này, nhiệm vụ Khánh ở đây này. Đập đây, đập chết vui. Tao đứng trong nhà mình mà. Để anh kiếm giữ mấy kia cho. Gì mấy vậy? Bắn dữ. Được rồi, đừng chay ra nữa, bắt cái gì á. Đây là biết rồi. Lên gót đi, anh em nào yếu lên gót đi. Tầm mỹ nó không làm được ra đâu. Mình lên gót đi em. Gót là vậy. Nó thiệt á. Gót là cái 1500 á, gót scepter á. Cùng ơi, bỏ mẹ ra. Lấy cái nào ta lần cuối lấy gì ta? Edwin hả? Lấy Rin sai á. Rin sai là sao? Edwin đúng không? Ừ. Rin nó sai hơn á. Còn lít này nó dưới boss là nó đánh được. Có scatter hả? Ừ, đúng rồi. Thằng Du nó nhảy bật cái đó lên. Thằng rửa tiền. Hình như tao thấy thằng chưa cầm đồ đi rừng. Đèn Saman nè. Cầm cái này vô nè. À lộn, cầm này vô nè em. Cầm này nè. Mở ra chỗ Onocho á. Hầu như Onocho á, có cái đồ á. Rồi đó được rồi. Cây gót. Ừ, cây gót ngàn rửa tiền á. Chặt đồ á. Có thêm bơ phải cái đó bật lên là nó không quýnh mình được á. Không phải. Nên là cái nó nhớ là cái lên rồi. Lồ mày lên, em không biết mày. Lên rồi mà không bấm hả? Quá. Đấy là hồi trước em chơi nhớ cái lên đá rồi. À. Cầm con kìa ra lên. Dù ra rồi nha. Anh em đi cắm mắt lại đi, 3-4 mắt nữa kìa. Tao nói rồi, mắt free cứ mua đi đồng cắm. Lùi. Rồi. Chuẩn bị có thằng xuống fitbot hay kìm, chuẩn bị chạc vô, tao mày có TP, tao mày về. Để tao ra xong bot nha. Sao bot nó kéo xuống á, đéo phải một thằng đâu. Bot này cũng chưa fit nữa, tờ. Kìa, bả, đứng. Bóng. Này, à đây này thiệt, này thiệt. Con ấy là thiệt. Xuống bot kìa. Tao mày có MGB không? Nó có butter, tao mày biết gì không á. Ừ, nó có butter. Rồi, để làm MGB. Du sao nút không nổi. Dù để mít nè. Đó, thằng Du thiệt xuống boss thì sao á. Nó theo anh kìa anh. À mít rồi xuống nè. Ờ, nó xuống đây hết rồi. Nó xuống đây rồi. Lùi. Nghỉ cây nha, coi chừng nó có mắt đó. Coi chừng mắt đây nè.
Chưa đánh được, đánh được bọn này, đánh được bọn này, đánh chung thịt trên đây rồi. Đi ơi, đi bay. Đánh. Bắn này, bắn này. Hết đồ. Rồi. Rồi, giờ trong đứng, xong rồi. Rồi đếp nhà. Cứ đi giết thôi. Cắm mắt lại bên ngoài. Rồi, vậy thôi. Tao giữ mày đắt thôi. Tầm này đủ đồ đúng nhau rồi. Vô nè. Cắm mắt lại kìa. Ở đâu, cắm mắt vậy. Chết mẹ, lỗi à. Ủa, pet nó rồi. Em còn nữa. Ừ, hay, ngon. Bất ra đây. Hay rồi. Lít nè. Dương chết. Mẹ. Bất kìa. Ai. Bước này. Đi dần. Bây giờ mình phải nó bay qua kia rồi. Đi dần. Bay luôn rồi, nó bay luôn. Nó dưới đây. Nó bay. Mày không mất bài bác đúng không? Tao bài bác. Mày có mất không? Mất. Má lỗ à, đẩy. À, mất rồi. Lồn kia nhảy đâu quá, để tao lên AC. Rồi tao lên Satanic đây. Em lên C3. Ờ Khánh em lên mẹ cái hack đi, bắt bắt. Can. Nè. Chưa nấc được, chưa nấc được. Ui ôi. Rồi. Theo được luôn. Không có vision. Được cho ta. Đập cái trụ mít đi, tao đập trụ top. Sada Saman ra cắm rắn đây nè. Run tiếng rồi. Cắm mít rồi. Run ra đánh được rồi nha. Tao run tiếng. Cắm mít đi. Ừ. Đừng cái chỗ nó gần rồi. Rồi lùi nhanh, vô ra. Lùi. Đừng đánh nữa. Lùi hết để tao xuống bot, Cắm nha. Lùi em. Rồi. Cắm luôn được, cắm luôn. Cắm luôn. Vô dưới đây. Vô bot kìa. Anh em chặt bot đánh được này, chặt con nào đánh được này. Cắm gì xác ấy. Cắm đây nè. Cắm đây nè. Phải cái chỗ ấy, mít bắn chỗ. Ai ra đập chỗ à. Không được. Mà nó lâu. Nhiều người bắt. Gì sai nhắc chặt sữa. Đồ mấy chân. Chạy kìa, bấm đi kìa. Nhà cái. Ok, lấy. Từ mua đồ à? Má từ phải cầm cục đất để mua đồ được. Lồn kia nó tăng thành đất đâu ta? Anh bán đất cho người em cầm nha. Anh bắt một mình mà em sao em connect kịp anh được? Ừ. Bắt mình làm sao em chỉ thấy mở đất kịp được cho anh? Đồ xanh có rồi. Ở đây, chà nó không được. Khánh. Lùi, vòng mày biết kìa anh. Thấy rồi. Ok. Mình muốn xuống kiếm rồi nữa. Rồi, tao lên tao đẩy bóp kìa. Cách tìm gì. Vô nhà đứng. Nó ủi lên mít thì vô nhà đứng. Mà nó ủi lên khác thì mình đi ra đẩy. Không, anh chết rồi. Xong rồi. Chơi. Đi về đi em, đừng có đánh lỗi nữa, nó biết em ở đâu mà. Nó dựng cái lồng lên cái là mất em rồi. À, bắt nó cũng có cái liên kê này nhỉ. Mà có nãy giờ em. À, liên kê nãy giờ em. Rồi, đứng em, cả nó. Cả nó. Tao về trước nè. Rồi. Từ từ nha, cầm thì nó nha. Gần ở kim, chặt bóng thằng ấy.
mình support tiếp tục nè. Rồi chạc lít nha, từ từ nha. Chạc lít đi. Nó đây rồi lít. Rồi rồi biết rồi. Anh lỗi rồi em. Anh Tun tìm tìm gần tới Tun. Rồi sang kia tự chết. Nó tele nó tới bơi vô luôn mà. Đứng giữa kìa. Ôi, hello mà kia. Con hỏi to. Nè, khó. Đúng rồi, chứ anh được. Bây giờ bắt khách dạng sau mình yếu quá. Minh Ngọc Tiến như thổi, hai thổi là bay. Mấy cái đi thi không?